Quảng Trị với nắng và gió biển rát da là nơi mình sinh ra. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bọn Ngô Mario. Thực ra là trước đây mình cực kỳ thích đam mê xe dịch nên mình đã chọn là đi du lịch và chia sẻ những hành trình du lịch của mình đến cho tất cả mọi người. Và thường thường á, đặc biệt là mình thích đi tới những ngôi đền chùa. Và ở những cái ngôi đền chùa đó thì mình lại được nghe người ta kể những cái sự tích, những cái câu chuyện truyền thuyết trong dân gian được ông bà ta lưu truyền rất là lâu. Và mình nghĩ là ôi, những cái câu chuyện này cực kỳ hay và nó giúp chúng ta là học cách làm người tử tế thông qua những cái câu chuyện đó. Nên mình đã bắt đầu những cái hành trình là đi du lịch và chia sẻ những cái câu chuyện đó qua cái lăng kính riêng của bản thân của mình. Khi mà đi đến những cái địa điểm du lịch địa phương mình quay ấy, thì dường như được mọi người ủng hộ rất là nhiều, mọi người tạo thành lợi cho mình để mình có thể quay những tập vlog lên. Và đặc biệt là mỗi tập vlog lên á, thì khi mà mình làm xong thì được mọi người ở những cái trang fanpage địa phương người ta chia sẻ rất là nhiều. Bởi vì mình kể những cái câu chuyện, những cái giá trị văn hóa của địa phương đó đến cho tất cả mọi người thì dường như là mọi người chia sẻ rất là nhiều. Và đây là một cái niềm may mắn nhất của mình khi được mọi người đã yêu mến và chia sẻ lan tỏa những cái giá trị đó đấy. Dương Văn Dũng hay còn gọi là Bỏng Ngô Mario, sinh năm 1993. Kênh YouTube Bỏng Ngô Mario của Dũng có gần 70.000 người đăng ký. Mỗi video xuất bản nhận được sự chờ đón của người xem khắp nơi. Đặc biệt các bạn biết không, mình làm về du lịch tâm linh á, thì dường như là rất là kén chọn người coi. Đặc biệt là mình đang hướng tới những cái bạn trẻ nên mình mỗi ngày mình đều hỏi là làm sao đó để cho những cái tập vlog của mình nó càng ngày nó càng phải là càng mới mẻ, càng phải trẻ trung, càng phải năng động để cho những cái bạn trẻ dễ tiếp cận hơn. Nên mình đã cố gắng hoàn thiện nó mỗi ngày để có thể làm ra những cái tập vlog hay để cho các bạn trẻ có thể đón nhận nó. Đặc biệt, Dương Văn Dũng cũng là một Phật tử trẻ thuần thành. Mỗi lần làm sản phẩm vlog, Dũng luôn đặt sự trau chuốt đến từng shot hình, cập nhật thông tin mới nhất và đúng nhất. Các bạn biết không, mình rất là tin vào luật nhân quả, cũng chính vì vậy mình cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Và đặc biệt là thông qua những cái tập vlog của mình thì mình muốn truyền tải một cái nguồn năng lượng tích cực đến cho tất cả mọi người. Thông qua những thước phim vlog, Dũng hy vọng giá trị tốt đẹp của Phật giáo, nét đẹp của kiến trúc và văn hóa nơi cửa Phật sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa đối với người Việt Nam trong nước và hải ngoại.